truy đuổi hàng chục cây mi bắt giữ hai kẻ trộm xe máy. Trên đường bỏ chạy, hai kẻ trộm xe máy chống trả quyết liệt để cắt đuôi lực lượng truy đuổi nhưng không thoát. Chiều mùng 4 tháng 11, đội phòng chống tội phạm thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước phối hợp với công an xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú đã bắt giữ hai thanh niên chuyên trộm xe máy sau khi truy đuổi hàng chục cây mi. Hai thanh niên bị bắt là Nguyễn Đình Thuận, 31 tuổi và Nguyễn Hưng, 17 tuổi. Bước đầu, hai thanh niên này khai nhận trong ngày mùng 4 tháng 11 đã đá nóng 3 chiếc xe máy của người dân. Trước đó, chiều cùng ngày lực lượng của đội phòng chống tội phạm thành phố Đồng Xoài phát hiện hai thanh niên điều khiển hai xe máy hiệu Exciter và Way lưu thông đường Nguyễn Huệ có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành bám theo. Khi thấy có theo dõi, hai thanh niên này đã tăng ga bỏ chạy ra quốc lộ 14 hướng về huyện Đồng Phú. Các thành viên trong đội liền tăng ga truy đuổi, đồng thời gọi điện nhờ sự hỗ trợ của lực lượng công an. Trên đường truy đuổi, hai kẻ trộm chạy với tốc độ cao, chống trả quyết liệt để cắt đuôi lực lượng truy đuổi. Sau đoạn đường hàng chục cây mi truy đuổi, khi đến đoạn đường thuộc xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú, các thành viên trong đội đã áp sát khống chế được cả hai thanh niên này. Cả hai khai nhận, hai chiếc xe máy đang điều khiển mới trộm được ở khu vực bến xe Bình Phước. Ngoài ra, trong sáng cùng ngày Hưng và Thuận cũng vừa trộm một chiếc xe máy nhãn hiệu SH trên địa bàn thị xã Phước Long, Bình Phước. Vụ việc đã được đội phòng chống tội phạm bàn giao cho lực lượng công an xử lý.